Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt dây nữ vàng trắng thanh lịch. Mặt dây nữ vàng trắng thanh lịch là sản phẩm được chế tác từ vàng tây 10K nhập khẩu từ Hàn Quốc. Thiết kế mới lạ, kiểu dáng độc đáo tạo nên điểm nhấn riêng khiến sản phẩm cực kỳ thu hút ánh mắt của người đối diện. Mặt dây giúp các cô nàng hiện đại trở nên nhẹ nhàng, nữ tính và thanh thoát hơn. Sản phẩm thích hợp làm quà tặng cho người thân và bạn bè trong nhiều dịp đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.